Kính thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại gara của anh Trương. Anh Trương có một cái chương trình nó gọi là hàng tháng sổ số. Những cái số mà trong này, những cái con số này là có tên của những người khách hàng của nơi mà sửa xe ở tại chỗ này, của Brother Auto Service. Thì mỗi tháng như vậy thì chúng tôi vào lúc 11 giờ ngày thứ sáu hoặc là ngày thứ hai thì chúng tôi có cái cuộc thử thức ngày về đầu tháng. Thì tháng này là con số mà nó nằm ở trong những cái quả lồng cầu như vậy đó, là quý vị thấy là màu xanh, màu trắng, màu đỏ, thì trong đây có những cái tờ giấy. Trong cái tờ giấy này nó sẽ có cái tên hoặc là có cái VIN number, của số phone của cái người mà một những người customer, những người khách mà đem xe để mà đến đây để mà service. Thì khi mà chúng tôi quay như vậy đó để cho nó đều thôi, nhưng mà khi mà lấy ra được một cái đó thì cái người số đó sẽ được trúng một cái iPhone, và cái iPhone 7 như vậy. Và đây là cuộc sổ số của tháng 8 mà anh Trương nhờ chúng tôi là Đài Truyền hình để mà witness, để mà giúp. Do đó nên chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi. Và chúng tôi xin được sổ số. Cái số này được trong, nó bỏ trong cái đây nè, nó bỏ trong cái quả bánh bông có cái đục cái lỗ, nhét tấm giấy vô rất là cứng. Và đây là con số mà sẽ có tên người may mắn được trúng cái iPhone này của cái tháng này, đặc biệt cho những cái người khách hàng của Brother Auto Service đến đây đem xe đến mà sửa, thì họ có cái tên của họ được gắn vô đây. Và như vậy là chúng ta sẽ làm mỗi tháng, và cho đến khi nào mà cuối năm thì cũng có một lần sổ số chung nữa. Dạ. Mời nhờ anh Trương. Và đây là kết quả của người được sổ số, anh Hải Cà Phê Vi, 571-217-6278. Anh Hai Cà Phê Vi. Tụi này vừa bốc thăm sổ số của cái chương trình sổ số hàng tháng của Brother Auto Service đó anh Hai. Cái số cái quả cầu bóng nhỏ mà tụi này bỏ trong cái lồng cầu đó, nó rút thăm ra là có tên là anh Hai Cà Phê Vi, điện thoại 571-217-6278, sẽ trúng cái iPhone 7 của tháng 8 này của Brother Auto Service. Và ông chủ nói rằng đó là nhờ tụi này gọi điện thoại để mà nói rằng báo cho anh biết, anh có thể tới liên lạc với lại Trương để mà pick up cái iPhone, và trong tương lai hy vọng là sẽ giới thiệu nhiều bà con tới để mà sửa xe ở Brother Auto Service đó anh Hai.